Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Dung vào bếp làm một món ăn. Thì món ăn này Dung cũng có xem qua ở trên mạng á. Nhưng hôm nay Dung làm theo cách của mình thì cũng có biến tấu lại một chút xíu. Món ăn hôm nay Dung muốn chia sẻ là món bánh cuốn nóng. Thì bánh cuốn nóng mình làm thì cần phải có bột nè, bột gạo mà xay ra ha, rồi mình tráng ra đồ nó hơi rườm rà. Thì mình làm theo cách đơn giản thì mình chỉ sử dụng cái loại bánh tráng này, chỉ cần có cái bịch bánh tráng này loại dày này ha, thì mình sẽ làm ra cái món bánh cuốn nóng cũng như là bánh cuốn nóng dùng bột gạo tráng ra thôi, ăn nó cũng ngon vậy đó. Dung cảm nhận này thấy ngon nhưng mà mỗi người thì mỗi ý khác nhau ha. Thì Dung có chuẩn bị đây là thịt heo xay nè, khoảng tầm 300 g. Ở đây Dung có một ít nấm mèo thì rửa sạch rồi. Ở đây thì chả quế Dung có hai loại. Ở đây Dung có nem với lại nem bì, nem chua, nem bì. Bên đây thì chả lụa, Dung sắc theo cái tầm miếng dày dày vậy nè ha, vừa ăn ha. Bên đây thì có một cái tô nước mắm. Nước mắm thì Dung có cho nước sôi vô nè, với đường, với tí xíu bột ngọt. Thì nước mắm vô ha. Rồi bên đây Dung chuẩn bị chanh với lại ớt, tỏi. Thì chanh, tỏi, ớt bằm á, một hồi á thì mình gần ăn á thì mình sẽ nặn chanh vô ha. Chén nước mắm mà mình quậy lên xong rồi cuối cùng mình cho tỏi với ớt bằm vô để nó nổi lên cái tô nước mắm cho nó đẹp ha. Thì bây giờ công thức làm cái món bánh cuốn nóng thì mời cả nhà mình theo dõi cái video ha. Xem cho vui rồi mời cả nhà thưởng thức cùng Dung nha. Bây giờ thì Dung sẽ sắp cái phần nấm mèo này ra. Mình sắp theo hạt lựu nha. Sắp hết ra. Sắp cho nó nhuyễn nhuyễn ra là được. Mình sẽ cho vô cái thau thịt heo xay. Bây giờ thì Dung sẽ bắt đầu nêm nếm cái phần nhân ha. Dung sẽ cho đây một ít xíu dầu hào. Nêm vô đây một ít bột ngọt ha. Nửa muỗng bột nêm. Nửa muỗng đường. Cho vô đây một ít tiêu. Một ít muối bột. Trộn đều cái phần thịt heo xay này với lại nấm mèo ha. Sau khi trộn đều thì Dung sẽ để đây khoảng tầm 15 phút sau rồi mình đem đi xào ha. Giờ Dung sẽ cho dầu vô chảo xào cái nhân ha, xào sơ sơ thôi. Cho tỏi vô. Cái tỏi bây giờ nó cũng vàng nè. Cho cái phần thịt với lại nấm mèo vô. Cái này thì mình xào sơ sơ thôi. Tại vì một hồi cái phần thịt với nấm mèo này mình còn hấp lại nữa. Lại coi cái phần thịt với phần nấm của mình nó vừa ăn chưa ha, thì mình làm theo khẩu vị gia đình mình vừa ăn ha, cũng vừa ăn là. Thì bây giờ Dung sẽ tắt bếp. Bây giờ tới cái công đoạn mình làm bánh cuốn thì Dung chuẩn bị đây là một cái thau nước lạnh. Dung sẽ cho vô đây là một ít dầu ăn ha. Cái công dụng dầu ăn để mình cho vô nước để cho cái bánh của mình nó không có bị dính. Sẽ cắt cái bịch bánh tráng này ra. Thì mỗi một cuốn thì Dung sẽ sử dụng là hai cái bánh tráng.
vì một cái thì mình thấy nó mình sợ nó bị rách á. Cái này là cái bánh tráng, cái độ dai nó không có giống như bột gạo. Thì Dung sẽ sử dụng hai cái bánh tráng. Dung sẽ nhập đôi lại về, bỏ vô thau nước ha, cho nó mềm, chờ cho nó mềm nha. Dung sẽ lấy ra hai cái ha, nó liền nhau vậy ha. Dung sẽ cho lên cái thớt mình cuốn nha. Thì trong lúc mình cho lên cái thớt thì mình sẽ tận dụng, mình sẽ cho tiếp vô hai cái tiếp nữa, mình cho nó kịp mình cuốn. Đó, Dung cho tiếp vô hai cái nó Dung ngâm. Thì cái phần nhân, đây là cái phần nhân Dung sẽ cho lên mình cuốn. Cũng đơn giản dễ làm thôi. Chúng sẽ túm cái phần đầu lại để nó lọt cái phần nhân của mình ra. Đó, như vậy thì mình đã được một cái bánh cuốn rồi nè. Dung sẽ cho vô dĩa ha. Rồi tới cái thứ hai. Túm cái đầu lại. Không hề bị dính nha cả nhà. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi à, bánh cuốn nóng ha, làm theo kiểu mình dùng bánh tráng mình làm. Đây Dung có ăn với lại giá cái món bánh cuốn nóng hoặc là bánh ướt đồ, mình ăn với lại giá trụng nó mới ngon nha. Đây thì có xà lách nè, rau húng quế với lại một ít dưa leo, Dung sắc theo kiểu vừa ăn vậy ha. Nước mắm mần ha, nước mắm mần chua ngọt. Bên đây thì Dung chuẩn bị, nói chung là combo nó cũng đầy đủ lắm nha. À, nem chua nè,
đen đen là nem bì, à, chả lụa, chả quế hai loại. Dung ghiền nhất là cái chén hành phi nè, hồi nãy Dung phi á, Dung không có quay video, nói chung cái hành phi này rất là giòn luôn, để Dung nhai thử nha. Cứ giòn rạo rạo mình ăn mình ghiền luôn á, ngon, ăn cái mùi thơm á mình thích lắm. Thôi bây giờ á Dung bắt đầu cắt cái bánh cuốn nóng nha, thử cái tài mình hôm nay mình làm coi nó có ngon, có thành công hay không ha. Cái phần nhân á thì ok rồi đó, cái phần bánh á bây giờ Dung sẽ dùng đũa gắp nha, bánh rất là dai luôn nên mình không phải sợ là nó vỡ. Bây giờ Dung sẽ dùng cái kéo nè, bánh dai cực kỳ nha cả nhà, dùng cái kéo ha, mình cắt theo kiểu giống như ở tiệm gì đó, cái mình cắt kìa ha, đó cắt từng miếng từng miếng vậy nè, cái mình cho giá đồ rau rồi lên ha, mình ăn wow, ngon quá nha cả nhà. Rồi mình cắt ra topping nhiều quá thì Dung ăn hai cái bánh cuốn nóng là nó vừa rồi, topping nó cũng nhiều rồi. Ok, tiếp theo thì Dung sẽ cho cái phần giá trụng lên nè, dùng tay đi, giá mình dùng tay mình bóc đi ha cho nó ngon, chứ gắp bằng đũa nó rớt cả nhà. Đó, giá Dung cho qua một bên ha. Tới dưa leo một bên, cái dĩa này là thôi kêu bằng topping đầy đủ luôn á đó, một góc giá một góc dưa leo ha. Tới góc bên này thì Dung sẽ cho xà lách nè, với lại rau húng quế. Tùy theo mình muốn ăn rau húng quế, mình ăn rau húng lủi, rau diếp cá rồi cũng được luôn. Ấy chà, nó gớt miếng rau vô cái chén nước mắm rồi ok, nhìn ăn vậy là cũng thấy là bắt mắt là ngon rồi nha cả nhà. Đó, bây giờ Dung sẽ bắt đầu cho cái phần topping lên ha, topping chả đồ nè, nem đồ nè, lên là thôi, vô nước mắm vô nữa là thôi, ngon bá cháy luôn á. Giờ tiếp là Dung cho cái chả lên đi, nè, chả lên ha, đó, hai miếng thôi, nói chung nhiều quá mình ăn nó vừa ăn nó ngon, chứ nhiều quá mình ăn nó mất ngon cả nhà. Đó, hai miếng chả quế lên ha. Ok, rồi tiếp theo là nem, nem chua một cái, nem bì ha một cái, đó, tới cái gì đây, chả lụa. Món này là chả lụa là không thể thiếu đó, hai miếng chả lụa. Dung sắp theo cái kiểu của Dung thì nó cũng không có được đẹp lắm nha cả nhà. Nói chung là mình ăn chủ yếu là ngon miệng là được rồi. Cái phần không thể thiếu đó là hành phi. Đó, hành phi bây giờ Dung sẽ bóc tay Dung đi, hành phi này Dung phi nó khô rồi. Đó, rắc lên ha. Đó, có hành phi lên nó mới đúng là cái bánh cuốn nóng hoặc là bánh ướt đồ này ha. Ngon lắm luôn. Nghe dùng quảng cáo không là đủ ngon rồi đó rồi cuối cùng là chỉ có nước mắm lên là thưởng thức thôi, cho cái này dùng nhiều quá ăn nó ngon dữ lắm. Dung mà mấy cái này vậy ha, Dung đi tiệm á là Dung hay mua, Dung hay xin thêm người ta lắm. Bây giờ tiếp theo là mình tới đây là bắt đầu nuốt nước miếng rồi đó, đầy đủ hết rồi. Nước mắm lên nè, đó, nước mắm lên, mắm ớt tỏi ớt lên ha, quá trời bá phát rồi, ngon
rớt cái nắp lụm lên luôn. Đó, dùng can lên ha. Can cho nó có nổi nổi miếng nước vậy nè, mình ăn cho nó ngon. Để gì nước mắm này Dung làm không có mặn, chua chua ngọt ngọt á, mình chan cho nó nổi nước lên nó mới ngon. Rồi ok, vậy là bắt đầu thưởng thức thôi. Đây là một dĩa bánh cuốn nóng Dung đã làm hoàn thành topping đầy đủ. Mời thưởng thức cùng Dung nha. Quá trời ngon rồi. Uống miếng nước một cái à, ăn cho nó ngon. Giờ thưởng thức. Gắp cái bánh cuốn trước nè. Rất là ngon nha cả nhà. Đó, mời cả nhà miếng bánh cuốn nha, ở trong có nhân nè, không hề rớt ra luôn, rất là ngon, mời cả nhà nha. Cái miếng bánh cuốn nào ra miếng bánh cuốn đó, nhưng mình cắt nó không có rớt nhưng nha cả nhà, rất là ngon luôn. Không có gì ngon bằng cái lúc mà mình đang thèm á, mình làm mình ăn rất là ngon luôn. Cái phần bánh cuốn này á, Dung hấp khoảng tầm 10 phút, nếu mà mình muốn mềm á thì mình hấp 15 phút, cái da bánh nó sẽ mềm hơn. Tuy nước sôi ùng ùng á, Dung hấp bằng cái lửa nước sôi rất là lớn luôn. Nước sôi ùng ùng á, bánh 10 phút là nó, cái bánh tráng mình nó, cái bánh cuốn mình nó mềm. Nhưng mà muốn mềm nữa thì 15 phút. Ngon. Nem chua. Hồi đó ở quê á, Dung thích ăn nem bì này lắm. Nem bì này nó người ta làm bằng cái da heo, nhưng mà người ta ướp làm sao á, rất là ngon luôn, mà thơm. Thường thường á, ở trong một cái chiếc nem bì nào á cũng có một trái ớt hiểm nhỏ trong đó, cay lắm. Dung không hiểu là người ta để cái trái ớt hiểm nhỏ trong một cái chiếc nem bì để làm gì nữa. Chắc là cái để cho nó khử mùi, khử mùi da heo hay sao đó. Mà ăn rất là thơm. Mà cắn trúng cái ớt hiểm thì dùng nhai không được, gấp trái hiểm bỏ ra.
Ngon quá, ăn tích tóc hết nhiều bánh cuốn nóng rồi. Ăn hết dĩa bánh nước, ăn hết dĩa bánh, bánh no. Cả nhà, video đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn đã bỏ thời gian xem video và cũng như là ủng hộ Dung trong thời gian qua. Bye bye.